Xin được hân hoan chào đón sự hiện diện của toàn thể các quý vị đại biểu khách quý, các đồng chí lãnh đạo và sự hiện diện của toàn thể bà con đào xá Phong Khê Bắc Ninh đã và đang hiện diện trong chương trình ảo thuật chào xuân mới Quý Mão 2023 ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên cho phép MC Tấn Hoàng và Sông La xin gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào thân thương và nồng nhiệt nhất. Chúc chương trình nghệ thuật của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, mùa xuân đã đến với tất cả chúng ta. Mùa xuân là mùa của trăm hoa đua nở, mùa của lộc biếc trời xanh. Trong vòng luân chuyển của vũ trụ, không có sự hiện diện nào làm lòng người dạo dực hơn sự hiện diện của mùa xuân. Quẹt trong hương xuân vẫn còn chút heo may giá lạnh của mùa đông. Thế nhưng mùa xuân mang đến hơi ấm từ không khí đoàn viên sum họp. Kính thưa quý vị, như thường lệ, đến hẹn lại lên khi tiết đến xuân về, cứ vào ngày mùng 3, mùng 4 tháng riêng hàng năm, toàn thể nhân dân khu đào xá lại hân hoan chào đón chương trình nghệ thuật mừng xuân mới, với mong muốn đem lời ca tiếng hát góp vui, tạo nên sự vui tươi, hồ hởi để có một mùa xuân mới thật sự ý nghĩa, ghi dấu ấn bao niềm vui, cảm xúc và kỷ niệm đẹp về sự gắn bó, về tình thân, tình đoàn kết, về sự hợp tác, hợp lực của lãnh đạo và toàn thể nhân dân khu. Đây thực sự là một nét đẹp văn hóa đặc trưng của khu đào xá nói riêng và toàn thể bà con quê hương Bắc Ninh nói chung. Và đến tham dự trong đêm ca nhạc của chúng ta ngày hôm nay, tôi xin phép được thay lời cho ban tổ chức được hân hoan và nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của các quý vị đại biểu khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Liêm, bí thư chi bộ trưởng khu phố đào xá. Và hiện diện với chương trình nghệ thuật ngày hôm nay, cho phép chúng tôi xin được hân hoan giới thiệu còn có sự hiện diện của các ông bà đại diện cho các ban ngành đoàn thể của địa phương. Một tràng pháo tay thật lớn, chúng ta cùng hân hoan chờ đón. Xin được gửi lời cảm ơn trân trọng tới sự hiện diện có mặt của các đồng chí là ban chủ nhiệm các câu lạc bộ trong địa bàn khu phố đào xá, và đặc biệt còn có sự hiện diện tham gia góp mặt của bà con nhân dân của khu phố đào xá chúng ta đã về tham dự chương trình. Một lần nữa quý vị hãy cùng nhau dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón sự hiện diện của tất cả chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Và trước khi toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng tới với những nhạc phẩm, những ca khúc, những điệu múa vui tươi rộn ràng trong chương trình nghệ thuật đặc biệt chào xuân mới xuân Quý Mão 2023 ngày hôm nay. Ngay lúc này cho phép chúng tôi xin trân trọng giới thiệu, kính mời sự hiện diện lên sân khấu, đó chính là sự hiện diện ông Nguyễn Văn Liêm, bí thư chi bộ trưởng khu phố đào xá, sẽ có đưa lời phát biểu khai mạc chương trình ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, kính thưa các doanh nghiệp, xí nghiệp, các công ty sản xuất giấy, các mạnh thường quân, các nhà tài trợ cùng toàn thể bà con nhân dân khu phố thân mến. Hôm nay, trong hơi thở nồng ấm của những ngày đầu xuân Quý Mão 2023, hòa cùng không khí phấn khởi của cả nước nói chung, nhân dân khu đào xá, phường Phong Khê nói riêng, đang vui mừng chào đón mùa xuân mới với nhiều sắc màu rực rỡ và những hương vị ngọt ngào của mùa xuân, như lời một bài hát: Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng, một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi. Mùa xuân Quý Mão 2023, mùa xuân khởi đầu của sự đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực, tạo nên cuộc sống kỳ diệu hơn, tươi đẹp hơn. Trong những thời khắc tuyệt vời này, nhân dân khu phố đào xá tổ chức đêm diễn văn nghệ với chủ đề Mừng Đảng, Mừng Xuân Mới. Nhân dịp này, thay mặt cho cấp ủy chính quyền khu phố, tôi xin được gửi tới các quý vị đại biểu khách quý, các quý vị khán giả cùng toàn thể bà con nhân dân trong khu phố lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể bà con nhân dân, năm 2022 đã qua đi, nhân dân khu phố chúng ta rất vui mừng, phấn khởi về những công việc, mục tiêu, thành tựu của chúng ta đã đạt được trong năm qua. Đó là sự quy hoạch xây dựng khu văn hóa trung tâm của chùa làng được khang trang, tố hảo,
bằng nguồn vốn xã hội hóa nhân dân công đức đóng góp. Thành tựu này là sự đóng góp rất lớn của toàn thể bà con nhân dân và đặc biệt là sự đóng góp của các doanh nghiệp, xí nghiệp, các công ty sản xuất giấy trên địa bàn khu phố và hiệp hội giấy khu phố Đảo Xá. Với sự quan tâm, cố gắng, quyết tâm cao, hiệp hội giấy cùng với lãnh đạo khu phố có tổ chức hai đêm diễn văn nghệ chào mừng mùa xuân mới Quý Mão 2023. Tôi thay mặt cho lãnh đạo khu phố xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất, thành công nhất tới các hộ doanh nghiệp, xí nghiệp, các hộ kinh doanh, công ty tổ chức sự kiện Nam Dung cùng toàn thể bà con nhân dân và đặc biệt xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các ca sĩ, nghệ sĩ, các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ của chúng ta biểu diễn thật thành công. Thay mặt cho các ủy lãnh đạo khu phố, tôi xin tuyên bố khai mạc chương trình văn nghệ chào mừng xuân mới Quý Mão 2023 khu phố Đào Xá. Xin trân trọng cảm ơn. Và xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Liêm, Bí thư chi bộ trưởng khu phố Đào Xá đã có đôi lời phát biểu khai mạc chương trình nghệ thuật trong ngày hôm nay. Thưa quý vị thân mến, như chúng ta biết rằng để có được sự quan tâm sâu sát và đặc biệt là sự lãnh chỉ đạo thì chi bộ chúng ta trong những năm qua đã có những định hướng và đặc biệt là sự quan tâm để chúng ta có được những chương trình nghệ thuật đặc sắc như thế này, đặc biệt là những chương trình này vào dịp đầu năm mới với mong muốn của chi bộ, mong muốn là quê hương chúng ta sẽ luôn được khởi sắc, sẽ có nhiều biến đổi nữa và đặc biệt là năm 2023, năm Kỷ Mão sẽ có nhiều chuyển mình, thành công mới sẽ dành tặng tới toàn thể bà con Đào Xá của chúng ta. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và trong không khí vô cùng tuyệt vời như thế này, ngay bây giờ Tuấn Hoàng và Song La cũng không để cho quý vị chúng ta phải chờ đợi lâu thêm nữa. Ngay bây giờ đây, chúng tôi mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng hướng ánh nhìn của mình lên sân khấu để cùng gặp gỡ với những diễn viên, những ca sĩ là chính những người con của quê hương Đào Xá chúng ta sẽ cùng hiện diện trên sân khấu để cùng biểu diễn những tiết mục vô cùng đặc sắc ngay bây giờ. Và không biết là quý vị chúng ta có hào hứng hay không, nhưng Tuấn Hoàng và Song La, hai MC lần đầu tiên được trở về với quê hương Đào Xá cũng đang rất là hào hức để xem là bà con Đào Xá của chúng ta biểu diễn trên sân khấu như thế nào, có phải không anh Tuấn Hoàng? Chắc chắn rồi. Và bây giờ có lẽ rằng cho phép Tuấn Hoàng xin hỏi toàn thể quý vị nha, chúng ta đã sẵn sàng để cùng tới với chương trình nghệ thuật ngày hôm nay chưa nào? Sẵn sàng chưa? Và nếu sẵn sàng rồi, chúng tôi mong muốn là quý vị chúng ta có thể bỏ tay ra khỏi túi quần và dành cho một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng chương trình ngày hôm nay được không nào? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng ạ, quả là quê hương Đào Xá của chúng ta với tinh thần yêu văn nghệ, yêu nghệ thuật như thế này rất là tuyệt vời, và mong rằng là những tràng vỗ tay lớn như vậy sẽ xuyên suốt trong đêm ca nhạc của chúng ta ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, và để mở đầu cho chương trình thì ngay lúc này đây, chúng ta hãy cùng nhau trở về với tập tục mến khách giàu tình cảm của người quê hương Kinh Bắc chúng ta. Chẳng mấy khi có khách quý đến chơi nhà, đất than quạt nước pha trà em mời người rơi. Trà này ngon lắm người ơi, mỗi người rơi mỗi chén, cho quan họ chúng em vui lòng. Và để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ các liền chỉ của câu lạc bộ quan họ khu Đào Xá. Trân trọng gửi tới toàn thể quý vị câu ca quan họ lời cổ, câu hát mời nước, mời trầu. Mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Thank you.
vời mới nước vừa trầu vừa rồi tới từ câu lạc bộ Quan họ Đào Xá. Chúng tôi thấy quý vị chúng ta vỗ tay hơi nhỏ, có thể dành tặng tới những chị hai Quan họ chúng tôi một tràng vỗ tay lớn hơn được không nào? Thưa toàn thể quý vị, để nối tiếp với chương trình ca nhạc trong đêm nay thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng được thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Lý sẽ bước lên sân khấu để gửi tới toàn thể quý vị một sáng tác đang được các quý vị khán giả rất yêu mến, ca khúc Về Xứ Nghệ Cùng Em. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này với tiếng hát nữ ca sĩ Hương Lý. Đường quanh quanh xứ nghệ, về bên em nghĩa
dù một nào hai xưa nhưng ấm bao tình nghĩa, dù gương cây muôn mặn tiếng nói nọ giống ai, dù đã nói yêu em lời yêu thương còn mong anh thương anh có thể xứ nghệ với em không, anh thương theo em về xứ nghệ cùng quay trở lại với đêm ca nhạc trong buổi tối ngày hôm nay. Thì nối tiếp chương trình chúng ta sẽ cùng được thưởng thức tiếng hát của nam ca sĩ Duy Long, sẽ trân trọng nối tiếp chương trình và gửi tới toàn thể quý vị ca khúc Những Ánh Sao Đêm. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Tôi mới cất xong chiều qua, tôi đứng trên tầng gác thật cao, nhìn ra chân trời xa xa. Từ bao mái nhà đèn hoa sáng ngời, bầu trời thêm vào muôn vì sao sáng. Tôi ngắm bao gia đình lửa ấm tình yêu, nghe máu trong tim hòa niềm vui ngân ngàn lời ca. Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi, nhiều tổ ấm sống vui tình hứa đôi, lòng anh nhớ thấy càng thương nhớ em, xa nhau trọn ngày đêm. Anh càng yêu em càng hăng say, xây cho nhà ca quốc của ta. Anh lắng nghe bao lời ân ái, những bài tình ca. Đẹp
tổ quốc của ta. Anh lắng nghe bao lời ân ái, những bài tình ca. Ôi xinh đẹp tổ quốc của ta, anh lắng nghe bao lời ân ái, những bài. Kính thưa quý vị, đó là tiếng hát của nam ca sĩ Duy Long của quê hương chúng ta, cũng đã dành tặng cho bà con nhân dân nhân dịp lễ hội truyền thống của quê nhà với một ca khúc Những Ánh Sao Đêm, một giọng ca hết sức là tuyệt vời, phải không quý vị? Kính thưa quý vị thân mến, và qua ca khúc của nam ca sĩ Duy Long rồi, thế nhưng dư âm của tiết mục nhảy ngày Tết quê em của câu lạc bộ aerobic sắc màu thì vẫn còn mãi. Và điều đặc biệt trên tay của Sông Lam bây giờ đó chính là những bó hoa đồng tiền rất là tươi thắm mà các quý vị khán giả của quê nhà cũng đã đặc biệt dành tặng cho câu lạc bộ aerobic sắc màu. Vậy thì ngay bây giờ các cụ ơi, em mời các cụ quay trở lại sân khấu nào, các cụ ơi. Nào em mời các cụ ra đây ạ. Vâng, một chào vào tay nữa. Chúng ta cùng chào đón các cụ. Rồi, đề nghị các cụ là thẳng lưng lên, thẳng lưng lên mới được nhận hoa. Vâng, vừa rồi hóa thân thì trông cũng già thật đấy, nhưng mà bây giờ thì nhìn rất là trẻ trung xinh đẹp. Các chị thân mến, và cũng xin được trân trọng thay lời cho vợ chồng anh chị Giang Nội có ủng hộ là 500.000 đồng, gia đình anh chị San Kến 1.000.000 đồng và gia đình anh chị Ba Thơ có 200.000 đồng để cùng dành tặng cho câu lạc bộ aerobic sắc màu của chúng ta. Một tràng pháo tay thật lớn ạ. Vâng ạ, và em Sông Lan xin phép được thay mặt cho ba gia đình được trao cho các chị ạ. Xin mời ạ. Rồi, xin được cảm ơn các cụ nhá. Rồi, xin được chúc các cụ một năm mới mạnh khỏe. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn với tựa đề Nón Nước Hữu Tình. Và với ca khúc này, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nữ ca sĩ Hương Thơm. Và chúng tôi mong muốn một tràng vỗ tay thật lớn của quý vị nào chào đón nữ ca sĩ của chúng ta.
sẽ cùng đồng hành cùng với câu lạc bộ chống hội với màn múa hát về Tổ quốc hôm nay. Một tràng pháo tay nữa được không quý vị? Oh,
đó là tiết mục của câu bộ chống hội, tiết mục múa trên nền nhạc của ca khúc Hát về chương trình ngay bây giờ. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một tiết mục đến từ nữ ca sĩ Minh Hằng, sẽ trân trọng gửi tới toàn thể quý vị ca khúc Kinh Bắc vào xuân. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức giọng hát của Minh Hằng với ca khúc này. Trong những ta cùng hát
gần, nhớ chuyện người thời xa xưa, bước lớn lên trên quê đất mẹ hiền. Bác theo phường đi nghe hát, quân xăm vội đứng đầu sân, dân mất nước mới lầm than, mà nên lời ca nghe cũng xót xa. Tôi ô thơ bác đã đi, suốt chiều dài câu đò đưa. Tôi ô thơ bác đã sống, suốt chiều rồng câu dân ca. Đêm kim liên ấm áp, ngày xưa hay hát phường ấy, ngày hồi những danh nhân đất nước đau thương nên đến luôn bàn. Bác theo phường đi nghe hát, trăng đứng bóng trăng tà thôi, bao thơ hay gỡ tờ rồi, mà trước cuộc đời đành bỏ tay. Tôi ô thơ bác đã đi, suốt chiều dài câu đò đưa. Tôi ô thơ bác đã sống, suốt chiều rồng câu dân ca. Rồi từ ấy than, mà nên lời ca nghe cũng xót xa. Tôi ô thơ bác đã đi, suốt chiều dài câu đò đưa. Tôi ô thơ bác đã sống, suốt chiều rồng câu dân ca. Đêm kim liên ấm áp, ngày xưa hay hát phường ấy, ngày hồi những danh nhân đất nước đau thương nên đến luôn bàn. Bác theo phường đi nghe hát, trăng đứng bóng trăng tà thôi, ơi câu ca độc lập tự do mà nay toàn dân ta hát vang. Trân trọng mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức với tiết mục Múa trên nền nhạc của ca khúc Bác Hồ một tình yêu bao la. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Chúng tôi gửi cho quà phát thương người chiến sĩ
Wow. Những nụ cười rất tươi thưa quý vị. Kính thưa quý vị, và quay trở lại với chương trình ca nhạc thì ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp nối chương trình với tiếng hát của nam ca sĩ Đăng Đoàn sẽ nối tiếp chương trình và gửi tới quý vị ca khúc được mang tên Câu Chuyện Đầu Năm. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Xuân đầu năm, qua một năm ruột rối tơ tằm, lắm mới nhiều chờ mong, may nhiều rồi ít ngóng trông, vui cùng pháo mùa diệu hồng. Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân. Dù thay đổi biết bao lần, xin khấn nguyện kết dục tình thân, vin canh lộc những băng quăng, xuân này chắc gặp tình quân. Xuân mang niềm tin tới, bao la nguồn yêu mới, như hoa mai nở phơi phới. Đón cho nhau cuộc đời, chỉ cần mẹ vui thật lời. Xuân gieo lộc khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến, cho nhân gian đầy lưu luyến. Thế gian thấy nụ cười, đón cho nhau cuộc đời, chỉ cần mẹ vui thật lời. Gia đình luôn hạnh phúc vơi đầy, trên bước đường danh thời dòng mây mây vui nguyện xin chớ quên, mong đầu năm cuối năm gặp may, gia đình luôn hạnh phúc sum vầy, trên bước đường danh đời dòng mây, duyên vừa đẹp ý đắm say, ôm làng xinh đẹp vào tay. Đường xây lời dẫm mây, duyên vừa đẹp ý đắm say, ôm làng xuân đẹp vào tay. Bước đường xây lời dẫm mây.
đẹp vào đây. Năm mới thì con xin chúc sức khỏe trước ông bà và các bác, các cô, chú và toàn thể gia đình, chúc một xuân năm mới là an khang thịnh vượng, mạnh khỏe. Vâng ạ, xin được cảm ơn tiếng hát của anh Đăng Đoàn rất là nhiều. Một lần nữa sẽ chào đón sự trở lại của cô ca sĩ rất là dễ thương. Rất đi tuổi thôi, thế nhưng với lòng đam mê âm nhạc, từ đầu chương trình thì cũng đã có rất nhiều những nhạc phẩm hay gửi tặng tới quý vị rồi. Và bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ sự trở lại của cô đó với một sáng tác có tựa đề Người Con Gái Sông La. Và người mà Hoàng muốn nhắc tin không ai khác đó chính là Minh Hằng. Một trong tay nữa được không nào? Nhớ chắc, nhớ chắc.